Hello, alo, dạ em xin mến chào quý vị nha. Thì bữa hôm nay em xin phép kể cho quý vị nghe một câu chuyện nói về một vị tể tướng đã bắt một con ngựa cái mà làm chuyện đó thì cảm thấy chướng chướng, thì chuyện gì đã xảy ra, cái kết như thế nào. Mến mời quý vị cùng lắng nghe thưởng thức cái câu chuyện ngắn này nha. Chơi ngựa cười muốn xỉu quý vị ơi. Thì trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra hết, cho nên đây là một cái chuyện động trời mà cười tới nó muốn banh nóc nhà luôn. Mến mời quý vị cùng lắng nghe thưởng thức cái câu chuyện này nha. Thì có một cái vị tể tướng này rất là trung thành. Thì bữa hôm đó ông vua mới sai cái vị tể tướng thời nhà Tống này đi vô một cái nơi mà để mà ra biên ải để mà quánh giặc á, mà đi tới 4 tháng trời luôn. Thì ông ta ở trong cái trang trại mà toàn là lính không à, đàn ông không à, không có một người phụ nữ nào, mà đàn ông mà, cho nên là ở trong đó 4 tháng không có phụ nữ thì cũng thấy bức rứt, mà trong người nó khó chịu, mà nó làm sao đó, muốn bệnh luôn vậy đó. Cho nên ổng rất là bực bội. Ổng nhìn qua nhìn lại thì ổng thấy mấy cái thằng lính này nè, cả ngàn binh lính mà sao thằng nào mấy cái mặt nó phơi phới à. À, cái mặt nó cứ như là nó tươi rói mà nó vui vẻ lắm, nó phấn chấn dữ lắm, chứ không phải như mình. Nó ở đây hả, từ năm này sang năm kia mà còn được, mà tại sao mình ở có 4 tháng không có phụ nữ, chịu không nổi, bức ngứt, trời ơi nó khó chịu muốn chết luôn vậy đó. Thế là bắt đầu là ổng mới bắt một cái thằng lính lợi, ổng hỏi: "Ê, nhà ngươi ra đây ta biểu coi, ngươi phải nói thiệt cho ta biết, nếu không mà ta chém đầu." Cái thằng lính nó sợ quá, nó: "Dạ dạ thưa tể tướng, nói cái gì, muốn thần nói cái gì thì tướng cứ từ từ, chứ đừng có chém đầu tội nghiệp thần lắm. Bây giờ ta hỏi ngươi nè, tại sao mà ta ở đây 4 tháng không có phụ nữ, trời ơi ta chịu không nổi luôn, mà tại sao ta thấy tụi bay á, ha, tụi bay phải khai thiệt nha, khai mau, tại sao tụi bay ở đây mà sao tụi bay không có phụ nữ, mà không có đàn bà, mà sao tụi bay cái mặt tụi bay ta đứa nào đứa nấy cái mặt tươi gối à, không biết tụi bay có cái bí quyết gì, khai mau." Thì thằng này nó gung quá, thằng lính nó gung quá, nó mới nói: "Dạ dạ tụi con dùng ngựa ạ." "Trời ơi vậy hả, cút bay." Cái thằng bệnh hoạn: "Trời ơi quá trời quá đất." Cái tối hôm đó ổng suy nghĩ, ổng nói: "Trời, có khi nào cái thằng lính này nè nó nói dùng ngựa mà có thiệt luôn không ta, đâu đâu đó giờ mình cũng chưa bao giờ dùng thử đâu, thử mình bắt thử một con ngựa ra mình thử coi làm sao, chứ khó chịu quá rồi, chịu không nổi luôn." Thế là ông mới gình, tối hôm đó ông bắt một con ngựa cái vô. Ông bắt ngựa cái vô, cái ông nhớ lại cái thằng lính nó nói là dùng ngựa, bây giờ vả quá rồi thì cũng phải làm luôn đó. Thì bắt đầu ông làm, với ngựa xong thì ông thấy có một cái cảm giác nó lạ, mà nó sướng sướng. Cái ông mới nghĩ: "Trời, sao bây giờ cái người của mình nó sảng khoái mà nó vui vẻ hẳn ra, đúng là cái thằng lính này nó hay thiệt ha." Ổng vui quá, ổng định gặp thằng lính để mà thưởng cho nó, thưởng nóng cho nó. Thế là ổng mới gặp thằng lính, ổng mới hỏi chứ: "Ê lính, mà tao hỏi thiệt nha, tụi bay dùng ngựa mà tụi bay làm như thế nào? Chỉ tao coi tụi bay làm như thế nào, kể cho thiệt nha, nó không tao chém đầu đó." Cái thằng lính nghe chém đầu nó sợ quá, nó nói: "Dạ dạ, thì thần dùng ngựa để mà tụi thần dùng ngựa để mà để làm gì, cái nói lẹ lẹ đi, mày làm gì, nó làm như thế nào, nói tao biết để tao biết tao có làm theo nữa." Ổng định cho là đi theo học hỏi cái thằng lính này, ai về đâu nó nói: "Dạ thần dùng ngựa để đi vô làng tìm kỹ nữ ạ." "Hả, thì tôi phải đi tìm kỹ nữ hả, chứ không phải chuyện kia hả?" Dạ đúng hả, đi tìm kỹ người nữ, leo lên ngựa cởi đi tìm kỹ nữ, ở trong cái làng á kỹ nữ nhiều lắm. Thôi ơi trời trời trời, chết tôi rồi. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã lắng nghe câu chuyện của em. Xin chào quý vị nha.